Chào mừng quý vị đã trở lại kênh Đồ Gỗ Đức Hiền trên YouTube. Thưa quý vị, kênh của chúng tôi là youtube.com/ Đồ Gỗ Đức Hiền. Và ngày hôm nay, lúc này đang là buổi trưa ngày 12 tháng 10 năm 2017. Chúng tôi trân trọng giới thiệu chiếc sập gỗ mun Angola. Nhưng mà sập này 1m8 x 2m2 nhưng mà là sập lùn, chỉ cao có 45cm thôi. Sập thông thường là các cái sập cao nó sẽ cao hơn 60, nhưng sập này là cao 45. Và sập này chúng tôi đặt mã số là SM45, có nghĩa là sập mun cao 45. Còn sau này mà khi mà giới thiệu các cái chiếc mà sập lùn 1m6 thì chúng tôi sẽ đặt mã số là SM41, có nghĩa là sập mun cao 41, để cho nó tiện. Thì thưa quý vị, tại sao nó phải có cả loại sập cao và sập lùn? Thực tế ra là nếu mà sập để trưng thì là chiếc sập cao, còn nếu mà sập để tiện dụng, để cho hàng ngày, để trẻ con leo trèo và người lớn thì nằm ngủ hoặc là ăn nhậu vân vân ấy, thì cái sập lùn này với cái tầm cao 45 này là vừa tầm, là có thể ngồi gách mông vào, là chân không bị treo, và trẻ con leo trèo và nằm ngủ ở trên cũng như người lớn nằm ngủ trên là không lo bị ngã. Tại vì ví dụ cái sập bên dưới này, quý vị nhìn này, nó cao này là để rất là hoành tráng, để trưng thôi, và đôi khi là ngồi chơi, ngồi uống rượu ngồi ấy, chứ còn nếu để trẻ con leo trèo hoặc nhất là để ngủ hẳn cả một đêm ấy thì nó hơi cao quá. Cho nên là chúng tôi làm cả hai cái dòng như thế này ấy, thì nó rất là thuận cho cái cách sử dụng. Và đấy là chưa kể là một số gia đình là ở cái phòng khách ở tầng 1 thì cũng muốn trưng cái sập này, vừa là trưng nhưng buổi tối thì cụ ông cụ bà là có thể là các cụ nghỉ ở tại đây được luôn, vì một số các cụ già là không chịu lên tầng trên, trong đó không thể kê chiếc giường ở phòng khách, cho nên có cái sập là ban ngày để chơi nhưng buổi tối là có thể các cụ là nghỉ lưng luôn. Bây giờ tôi đang từ quay cái phần mặt để quý vị quan sát. Cách đây chừng một tháng là chúng tôi mới giao một chiếc như này vào trong cái tỉnh phía Nam, hình như là hôm đó là giao vào Bình Thuận. Ôi, tầng 1 khu B không nhá, bà xã không thấy đâu, đã gọi rồi. Thưa quý vị, lúc này chúng tôi đang đứng tại tầng 1 khu B. Đây, theo số điện thoại đây, 0984 666 999, và đang giới thiệu chiếc sập lùn bằng gỗ mun mang mã số SM45, là sập mun cao 45. Đây là phần trên mặt, và đây là gỗ mun Angola chứ không phải là gỗ mun ta. Gỗ mun ta thì cái sắc nó rất là sẫm, tuy nhiên gỗ mun Angola thì vân của nó cũng rất là ấn tượng, rất đẹp, như quý vị nhìn thấy trên màn hình đây. Và cái nước đánh tôi là nước đánh trần trong vắt, cho nên là bao nhiêu vân là nổi bật lên hết. Cùng loại gỗ mun Angola này thì tôi có thêm 3 loại sản phẩm nữa, đó là kệ tivi, tủ áo và ghế. Cả túi chè nữa. Chúng tôi đang có một số chiếc kệ tivi ván rất là dày. Tủ áo thì có 1 chiếc và tủ chè thì có độ 4-5 chiếc. Đây là một chiếc dạ sập gỗ mun Angola. Đây là loại hàng cao, cũng là 1m8 nhưng mà hàng cao, cho nên quý vị nhìn thấy là các cái dạ nó to hơn ạ. Đang lùn những chiếc này thì vân tuyệt đẹp luôn. Chiếc này vân nó cũng đẹp đúng như cái chiếc chúng tôi mới chuyển vào cách đây nửa tháng vào trong Bình Thuận. Báo cáo quý vị là cái khung mặt này là dày là 8 phân và xẻ 8 phân, và cái ván ở trong là chúng tôi là xẻ 2 phân. Tóm lại là hàng rất là dày dặn và rất nặng, hàng phẳng căng. Và những cái này đã để lâu rồi, đã co ngót, hầu như coi như đã hết rồi.
Xin quý vị liên lạc với Đồ Gỗ Đức Hiền theo số 0984 666 999 hoặc là Zalo Viber với số 0967 666 111. Ở nơi đây thì chúng tôi ở cả hai khu B và C, tầng 1 chúng tôi toàn bài sập và lượng sập hiện nay đã chuẩn bị ở tại Đồ Gỗ Đức Hiền đã lên con số là hơn 50 chiếc đang lắp sẵn. Trân trọng kính mời quý khách về làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên. Để tham quan mua sắm. Tạm biệt quý vị.